áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với văn mẫu lớp 6 điểm 1, kể lại câu chuyện trong bài thơ theo diễn biến tâm trạng của gấu con trong khoảng bài xong. Mời các em đi vào bài mẫu số 1. Sáng nay khi đang vui vẻ đi dạo trong khu rừng nhỏ, bỗng từ đâu một quả thông giả rơi xuống làm vướng chân tôi. Tôi làm tôi loạn choạng và bị ngã. Trên cây bạn giáo hét thật to, trêu chọc tôi là đủ chân vòng kiểng. Thế rồi các bé thỏ cũng từ đâu chui ra hùa vào trêu chọc đôi chân của tôi. Tôi giận lắm và rất buồn. Về nhà tôi mách mẹ, mẹ giảng giải cho tôi hiểu. Đôi chân tôi không hề xấu, nó rất đẹp và khỏe mạnh, như chân bố và mẹ cùng vòng kiềng đó thôi. Hay như ông nội, dù đôi chân vòng kiềng nhưng ông là người giỏi giang nhất làng. Nghe mẹ nói thế, tôi bình tâm nghỉ lại và thấy rất tự hào về đôi chân của mình. Buổi chiều đó, tôi chạy vào rừng đi dạo và hét thật to, chân vòng kiềng là ta vào rừng đi dạo. Mời em đi vào bài mẫu số 2. Một ngày nọ, gấu con đi dạo trong rừng nhỏ. Đột nhiên khi đang nhặt thông và hát líu lo, một quả thông rơi trúng gấu con. Gấu con loạng choạng, vấp phải chân và ngã cái bụng. Thấy gấu con bị ngã, con giáo trên cành hét to trêu chọc: "Ê gấu, chân vòng kiềng, dầm phải đuôi à nhóc." Rồi lại đến cả năm con thỏ, trong bụng cũng hùa theo rồi hét thật to đến xấu. Thế rồi ai cũng biết, tất cả đều chê bai. Gấu con tủi thân chạy về mách mẹ: "Còn tài chết còn hơn." Nó nấp sau cánh tủ khóc nức vì bị cả khu rừng trêu chọc chân vòng kiềng xấu. Ngạc nhiên thay, mẹ gấu khen chân gấu rất đẹp. Mẹ luôn tự hào về gấu con của mẹ. Cả mẹ, bố, chân đều cong và ông nội con gấu xa rõ nhất vùng. Cũng vậy, gấu con nghe vậy thì bình tâm trở lại, ăn bánh mật và bước ra kêu hãi, vui vẻ hét to: "Chân vòng kiềng là ta vào rừng đi dạo." Mời các em đi vào bài mẫu số 3. Gấu con đang đi dạo nhặt những quả thông già dưới mặt đất. Một quả thông đột nhiên rụng trúng đầu làm gấu con té ngã. Gấu con bị con giáo trêu chọc là đồ chân vòng kiềng dẫm phải đuôi khi thấy cậu bị ngã. Đàn thỏ thấy vậy liền hùa theo, giáo và trêu chọc gấu. Con hét thật to: "Gấu con chân vòng kiềng đến xấu." Tất cả mọi người đều trêu chọc gấu. Vì quá xấu hổ bởi lời trêu chọc của mọi người, cậu liền về nhà mách mẹ. Cậu tủi thân khóc to vì mọi người chê cậu xấu xí. Mẹ gấu đã nói với gấu con về chân của mình, chân của gấu bố, và khẳng định vòng kiềng giỏi nhất vùng chính là ông nội đấy. Sau khi được mẹ gấu giải thích rõ ràng, cậu liền cảm thấy bản thân tuyệt vời hơn vì những đặc điểm riêng của giống loài. Như vậy cô vừa kết thúc 3 bài văn mẫu. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài văn mẫu tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.